cắt sẵn thì nếu ném vào đâu, ông ném vào đâu? Hỏi ông ném. Ông đâu? Ông ngủ trên giường đấy. Ông ơi. Ghế ngồi ấy. Hộp để đồ. Vẫn quyết định phải thay cái nắp kia mở xuống, không phải mở cạnh được. Cái này nó vướng cái gì? Nó vướng mà nhìn nó chẳng ra cái thể thống gì. Rồi, biết rồi. Hả? Cái gì? À, vẫn mặc quần trong nữa cơ mà.